Em chào cả nhà nhá. Chào tất cả cô chú anh chị em yêu Lan. Hôm nay dẫn mọi người đến nhà bà đây nè. Bà tự sao chè những cái mẻ chè bà sao và em vẫn lấy của bà đây để bán cho mọi người đây. Thì mọi người đợt trước Tết mọi người mua thì đã uống hết chưa? Nếu mà uống hết rồi thì lại ủng hộ em nhá. Nói chung là đến với em thì người thật việc thật. Đấy, những cái chỗ nào em lấy tin tưởng em quay luôn cho mọi người. Đây là bà dùng củi quế này, bà sao này. Đấy, sao rất là thủ công thôi chứ không phải là kiểu như là các nhà máy xí nghiệp người ta làm chè nó làm theo quy mô lớn. Còn đây là của bà, bây bà làm theo của hộ gia đình thôi. Đấy, những cái máy sao đây cả nhà nhá, chè xuân nhé cả nhà nhá. Bác nào uống hết rồi thì lại ủng hộ em nhá. Chè xuân của bà rất ngon, nổi tiếng ở trên Lai Châu cả nhà, nổi tiếng Lai Châu ấy. Đấy. Và đây là chè xuân, là chè của đội 2, và nhà bà đây cũng ở đội 2 luôn này. Đấy, ở nhà bà đội 2 đây. Hôm nay em đi lấy chè về cho mọi người đây. Em sẽ làm một cái video ngắn để quảng cáo cái người thật việc thật, có nghĩa là em lấy ở đâu và đảm bảo uy tín và chất lượng, đảm bảo ngon, tại vì em đang uống. Bản chất em uống gì ăn gì thì em sẽ cố gắng tìm để cho mọi người, để mọi người dùng đúng như vậy nhá. Nên cô chú bác nào mà đang xem video mà có uống nước chè thì thử một cân chè đội 2 nhé. Đây, hôm nay mẹ lấy đây, lấy về để bán cho các cô chú anh chị em. Đấy, những cái sản vật, những cái đồ mà ở trên Lai Châu thấy nó tốt mà uống nó thơm ngon thì em lại quảng cáo mọi người nhá. Đấy, chè đội 2 đúng rồi bà. Thì con trước Tết con vẫn bán cho các cô chú ở các nơi mà. Đấy, đây là cái chè sao này. Chè đội 2 thì nó nổi tiếng ở Lai Châu rồi, tại vì cả một cái tỉnh Lai Châu có mấy một cái khu đấy ở dưới dưới mọi người thì nó thuộc gọi là phường hay quận hay gì đấy. Nhưng mà trên này ngày xưa ở vùng núi người ta chia thành đội 1, đội 2, thì có mấy cái khu đất đội 2 ấy, trồng chè là nó cho đạt năng suất này. Cái hai là uống nước chè nó thơm ngon, nó ngọt, nó ngon hơn những cái vùng đất cùng một tỉnh Lai Châu nhưng mà vùng đất khác mà trồng thì lại không được ngon lắm cả nhà nhá. Đội 2. Rồi, em cảm ơn cả nhà, cảm ơn toàn thể cô chú bác nào trước đã mua rồi thì bây giờ là mua lại cho em mỗi người một cân nhá, một cân thôi, để mọi người về mọi người uống. Mà đằng nào mua đâu thì cũng mất tiền cả nhà. Mua đâu thì mình bỏ tiền ra để mình mua mình uống, nhưng tìm được chỗ đảm bảo và uy tín thì mọi người cố gắng là đằng nào thì cũng mua một cân hai cân, thì mọi người ủng hộ em nhá. Rồi, em xin chào cả nhà.